vẫn cái hộp hộp đó. Đây chính hãng là Cooder, lò nấu kẹo Cooder Cầu Phủ này. Các lò luôn này. Ui, hai bên lò đường này. Điểm dừng chân Nguyệt Bình, Vân An gì gì này. Nhưng mà không có hộp đấy, toàn cái hộp bự bự ý rồi. Khả năng là giống nhau. Nhà ý nó cũng bảo câu ý. Thế thì mình cũng phải vẫn phải vào phải mua. Mua xong rồi mình dỡ ra. Mua ít mua nhiều. Mà mình dỡ ra. Còn đấy em chiên đấy cho trẻ con thì dữ dữ có người bánh. À, thế thì của mình mua hai hộp nhá. Mua hai hộp. Vào đây. Mẹ trắng lấy nhưng đã có cái giống nhau đúng thật. À có mê mê để kia kìa. Đâu, đâu. Đấy ở tay phải đấy, trên đấy đúng không? Ờ đúng không? Đấy, có tắt mê mê đó. Ừ. Đặc sản điểm dừng chân đây. Đặc sản để dừng lại cái nào. Ôi cháu đi luôn. À mình đang làm đây luôn à? Cái này bán như nào bác? Màu vàng thì 50.000 một lồng. À cháu, cháu xem tí. Ở đây. Đây. À. Bên này là bếp, bếp à đây là máy đảo nhỉ? Đây máy đảo. Vừa nấu vừa đảo luôn à? Đấy. Đây. Hay cái máy này vừa nấu vừa cái kia đánh cho nó đều. Cho nó vào đây con cầm điện vào. Vâng đúng rồi, nó khuấy cho mình đúng không? Đấy. Bây giờ nhà cô đang còn truyền hình trực tiếp Cooder Hà Tĩnh đây. Cô vừa mới xong rồi. Một mẻ rồi. Vâng. Thế là bán như thế nào? Cái hộp màu vàng thì 50.000. À. Thế xong rồi mình dỡ ra mình chia cho mọi người cũng dỡ ra. Đúng không? Cứ múc một muôi lên một cái ấy là san ra. Đấy. Hay. Người làm này hay. Vừa có thu nhập của mày vừa kiếm công ăn việc làm cho gia đình mình con. Vâng. Con cháu ngày nghỉ về là có việc làm. Không là chúng nó đòi đòi nhậu nhẹt các kiểu con tốn kém tiền bạc này. Không làm ra tiền này. À để hai cái ở bên dưới để đến lúc lật lên cho nó cho phải nóng. Vâng, nóng tay. Vâng. Nhiều lúc có cái kéo nó vội quá. Vâng. Cooder Cầu Phủ. Thế Cầu Phủ là cái cầu nào ạ? Cầu Phủ là vừa mình mới đi qua đây không? À thế ạ. Vâng, vừa đi qua Cầu Phủ. Ờ. Thức nào cũng vào đây luôn à? Thức nào vào xem làm Cooder. Bác là Cooder Thủy Chất ạ. Biển to đùng, đặc sản truyền thống Hà Tĩnh. À đằng bên này là cơm cháy. Cơm cháy kẹo lạc. Mẹ lấy mấy hộp? Tất cả hộp trong kia là 4. Thế mình lấy mấy hộp? Mình lấy 3 hộp nhá. Lấy 3 hộp về chia cho rộng rãi. Cho em 3 hộp ạ. Ơ thế cái loại mà đóng báo xung quanh này là như nào? Cái này là 60.000 một túi. Cái này là 50.000. Khác gì nhau ạ? To hơn. À nó có 6 bài ạ. To hơn, cái này bao này to. À chiều rộng hơn. Mà thôi loại kia trông đóng gói hay hơn.